Rồi nó thấp với lại nó hao xăng quá là chạy không được, nó phải tiết kiệm nhiên liệu mới được. Này xe gia đình mà nó dạng như là ai kêu nó chạy á, chứ nó không có chạy ráp. Nếu sơ bên ngoài chủ yếu là dặm thôi, chứ còn nếu sơ nó chạy nó không có bị gì hết. Cam ve, cam hành trình có đủ hết, máy móc là nguyên bản hết, nói chung là tất cả là nguyên zin hết. Coi clip của anh nhiều rồi, tất cả ủng hộ, bữa có ra một lần mà thấy chiếc Defender kia thấy hỏi thì nó bán được. Bán rồi, chiếc đó nhưng mà chiếc đó đời 2018 rồi. Nói chung mấy đời này máy móc thì không có lo, suy nghĩ. Cao thì... không có suy nghĩ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ yeah, ok anh. Rồi, cảm yeah. ơn anh. Chào anh. Anh chị em thấy rồi đó, là cái do này cùng là nhu cầu của khách hàng. Bây giờ anh chị thấy ban ngày đi làm ở thành phố, ban ngày đi làm, đêm nhiều khi mua chiếc xe về cái mình bật app lên mình chạy mình kiếm thêm thu nhập, đó là cũng là một cái gọi là rất là hay ha. Còn nếu mà như anh chị á mà coi như là không đủ tiền, mình có thể là hai người mua chung một chiếc xe. Đó, người chạy ban ngày, người chạy ban đêm. Kiếm đêm ha. Như mấy cái xe này là mới vừa về nè. Đây là một chiếc Vios nha anh chị nha. Dòng này là dòng G, phiên bản nó sẽ có hai nha, E và G nha anh chị nha. Dòng G này là cao cấp nhất. Đến 6 túi khí lận. Xe này thì nói chung là mới vừa về thôi. Bên trong này số tự động nè. Chị thấy đã không? À, xe này thì em sẽ có một cái clip chi tiết nha. Đời 2022 nha anh chị nha. Bản cao cấp nhất luôn, màu vàng cát rồi, rất là đẹp. Anh chị lên nhìn phía trước nè. Xe này nó nếu mà dọn xong thì chắc giá cũng đâu đó tầm khoảng là 480-490 gì đó anh chị. Đó, anh chị nào mà yêu mến cái dòng này thì có thể là liên hệ ha. Biển số 60 Đồng Nai, cảm biến là quanh xe luôn. Nói chung là riêng hết nguyên xe luôn. Anh chị muốn có một chiếc xe để mà chạy ráp được á, giá tiền nó vừa phải hơn thì đây. Dòng này nha anh chị nha, cũng rất là bền luôn. Đây là một chiếc Hyundai i10 à, vừa đi gia đình mà có thể đăng ký Grab chạy thêm. Nha anh chị ha, cùng là màu vàng cát luôn. Này là bản đủ nha anh chị nha, số sàn bản đủ. Đó, có cảm biến nè. Và form là form mới rồi. À, này là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của nhà sản xuất đưa ra nè anh chị, từ 7 lít cho đến 5 lít. Rất là tiết kiệm cho nên là khá là thích hợp cho anh chị mình đi gia đình cũng ngon nè. Và thứ hai là thành phố này có thể là chạy Grab kiếm thêm nè. Và đặc biệt cái dòng này á, là anh chị biết sao, nó là một cái dòng xe sedan. Cho nên là cái cốp này nè, nó khá là rộng. À, đi chơi, đi du lịch mình để đồ cũng thoải mái nè. Cái thứ hai á, là anh chị mình chạy ráp mình kiếm thêm á, thì mình tha hồ mình để đồ của khách hàng ngay phía sau này. Nha. Đó, rất là rộng nha, bên dưới bánh sơ cua đồ nghề đầy đủ hết. Xe thì được sản xuất là năm 2019 nha anh chị nha. Đó, bản đủ 2019, số sàn. Và giá thì bên em đang bán với giá là 280 triệu cho chiếc xe như thế này. Đó. Nói chung là xe thì anh chị nó nguyên bản hết. Nha, nguyên bản hết. Bản đủ, mâm đúc và vỏ là vỏ Michelin luôn. Vỏ này cũng còn khá là dày nên là anh chị lấy về. Còn cái nước sơn bên ngoài này nè, xe này thật sự là mới vừa lấy luôn. Nhưng mà có cái là em chỉ có xì rửa qua thôi. Cái anh chủ trước này anh chạy khá là kỹ cho nên là nước sơn á, coi như là nó không có bị cái gì hết nha anh chị nha. Cái này anh chị nào mà lấy thì có thể là em đánh bắt. Đây, cho anh chị xem bên trong. Một cái không gian rất là rộng rãi, thoải mái luôn. Về đi gia đình ha, che mưa che nắng, tiết kiệm nhiên liệu, đưa đón con đi học đi làm. Trong cái mùa chuẩn bị là mưa sắp tới, hôm nay là nắng nóng nữa. À, keo chị là nguyên bản hết nha anh chị nha. Đây, cho anh chị xem phía trước. Đó, anh chị nào mà cảm thấy là phù hợp với cái dòng này, với là cái mức cái giá tiền nó phù hợp thì anh chị mình có thể là tham khảo ha. Ví dụ như cái mình cứ xem thoải mái thôi. À, nếu mà cảm thấy chưa phù hợp, chưa thích hợp lắm thì anh chị cứ đợi ha. Đăng ký kênh cứ đợi là khi nào có xe nào phù hợp với giá tiền của mình thì mình chốt thôi. Còn xe bên trong này á, thì anh nhìn là này, vô lăng là thích hợp nha. Nhìn thấy đi vô lăng này đi 88.000. Này quay xe chưa? Đó anh nhìn ha. Có lên cho mình màn hình cam ve, cam hành trình đầy đủ hết luôn rồi. Đây, phụ số sàn. Nhìn ha, số sàn ha. Và bên này là sẽ có hai cái lốc khóa rin theo xe, hai cái luôn nha anh chị nha. Vô lăng thì trợ lực điện thì rất là nhẹ rồi. Em quay sát vô cái nắp này nha. Có xi nhan gương, có gập gương đầy đủ hết rồi. Xe này thì đăng kiểm rất là dài luôn, đến tháng 1 năm 2026 luôn nha anh chị nha. Rất là dài luôn. Về là chỉ có việc là ra tên là chạy thôi. Bên em thì bao rút hồ sơ rồi, anh chị chỉ việc là nhập hồ sơ ra tên coi như là đi vi vu rồi.
Đây, keo chỉ của cánh cửa tài này cũng vậy luôn ha. Đây, bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần máy. Nói chung là có rất là nhiều cái sự lựa chọn cho anh chị mình. Mình cảm thấy là dòng nào mình phù hợp thì anh chị mình nhấc máy alo qua hai số điện thoại của bên em ha, hotline. Đó là 077-5522 hoặc là 0988-154 ha. Sẽ có nhân viên tư vấn và gửi hình ảnh cho anh chị. Và không thì anh chị cứ chạy tới trực tiếp luôn, ngay bãi xe là ngay số 900 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Tân, thành phố Hồ Chí Minh, để được trải nghiệm thử anh chị ha. Còn cái xe này là cái vùng cao nguyên, cho nên là anh cách này chạy trên vùng cao nguyên anh chị thấy đất đỏ. Về có xì ba, có rửa rồi nhưng mà cũng chưa có sạch lắm. Nếu mà anh chị nào lấy thì chắc cũng phải tẩy lại. Nó sạch này, bên góc này vậy anh chị ha, đất đỏ. Cái xe này nè, tất cả là nguyên bản hết nha anh chị nha. Ốc này chưa có dấu mỡ luôn, tất cả nguyên zin hết. Từ keo chỉ này là cũng nguyên bản nguyên zin hết. Nhưng mà có cái là cái này, nếu mà em phải nói cho anh chị, khi mà anh chị lên xem xe em cũng nói luôn là cái thanh dằn phía trước này nè, là anh chủ trước anh có thay lại rồi. Anh chạy lên cái bực nó thành tán vô, nó cong đó, anh đã thay lại cái thanh inox bên dưới nha, thanh inox. Nè, khi nào mà anh chị lên xem xe á, em sẽ nâng cái phần gầm lên cho anh chị mình coi. Đó, cho coi. Quay sát lên này. Đây, cái thanh này, thanh inox này nha. Đó, anh chủ, anh đã thay lại cái thanh inox. Còn cái thanh thường, thanh hồi xưa thì nó không phải nha anh chị. Bị tán cái gầm này chút xíu thôi, nhẹ thôi. Còn máy móc á, thì bên em sẽ thay nhớt mới nè. Và thứ hai là bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng. Riêng những cái dòng xe mà như thế này á, nếu mà chăm sóc kỹ, chăm sóc tốt ha, mình đi bảo dưỡng thường xuyên định kỳ á, thì nó rất là bền, không có gì để hư hết á. Cứ 4.000 cây số anh chị thay nhớt một lần, 4-5.000 cây số anh chị thay nhớt một lần. Và thứ hai là bảo dưỡng lâu lâu là kiểm tra nước. Bản đủ thì nó đèn nha anh chị nha, đó, đèn trên đèn dưới đầy đủ hết. Nói chung là một chiếc xe form dáng sedan 2019 nha. Anh chị nào cần một chiếc xe chạy gia đình, chạy dịch vụ kiếm thêm thì alo liền cho anh em. Xe thì nó còn rất là nhiều xe, thì anh chị cần xe gì cứ alo cho anh em. Bên em sẽ gửi tất cả hình ảnh của những cái dòng xe để anh chị cần ha anh chị ha. Em xin phép được kết thúc video nha.